Đây là con cá kìa, ôi giời, to chứ. Ôi giời ơi, thích, cảm giác cũng sướng thật. Hôm nay mình không mang vợt các cụ nên phải bắt buộc phải chơi. Ôi giời, con chép đẹp thế. Con chép đẹp quá. Nhìn thấy nó rồi. Cho lên rồi. Đâu nào, xuống tí đi anh em ơi. Ơi, sao thế? Ê, nhìn cần cong sướng lắm. Thế mới gọi cảm giác đi cậu lục con cá đẹp thế. Khoang ống. Úi dồi ôi. Xem đóng vào đâu đây. Mồm rồi. Úi giời, con cá đẹp, con cá đẹp. Khoang ống luôn. Mà bây giờ không có vợt nên là chúng chưa bắt được. Nó vẫn còn lao đấy. Nào, lấy cái điện, lấy cái thiết bị quay lên đây đã. Xa xa ra tí để cho mình xuống mình bắt đầu mình gỡ đây. Úi giời, đấy, như thế nào còn cá đẹp quá. Cá đẹp, không to lắm đâu nhưng đẹp đẹp. Vàng óng. Ở cái bãi này công nhận phải nói, ở cái bãi này ta câu được cá cũ thích lắm. Không một lốt xít nào luôn nhìn này. Vậy kìa, úi giời ơi. Đẹp quá, mình không biết làm cái gì, kiểu gì ra lấy đi. Thôi hôm nay em không mang vợt, em lại bắt đầu ra để ấy nhá. Ra lại bốc đôi biết làm nào được bây giờ. Úi giời ơi. Miền quê Đông Bắc thân mến, chào tất cả mọi người nhé. Đây hôm nay em lại tiếp tục với bộ môn câu cá đây. Vẫn là chiếc cần như mọi lần và chiếc máy như mọi lần, trục dây linh và phao như mọi lần luôn. Và đây tiếp tục là một bài mồi cũng không hề thay đổi một chút nào luôn. Bài mồi thì rất chi là đơn giản và đan rõ. Vẫn là hai cân ốc. Hai cân ốc đây. Không có gì thay đổi, mồi vẫn là hai cân ốc. Và tiếp sắn, băm, hạt lựu, ngô, bung, thóc, bung. Ngô bung, thóc, bung, nước vỏ nha mọi người nhé. Đây, tổng cho vị trí cho ổ mồi này là 3 cân và 2 cân, 5 cân cho một ổ mồi quá đẹp. Đây, đồ nghề vẫn như xưa đây. Có được cái là hôm nay mượn được cái ô nó mát mát hơn tí đây. Đây, điểm câu vẫn là điểm này đây. Ở bên góc bên kia thì có mấy bác đang câu đơn. Đấy, bài mồi rất là đơn giản và đan giỏ đây. Ở đây là không có mảng nữa nên là không có mảng nên là mình không review cho mọi người. Những anh em nào biết rồi mà những em chưa biết thì mình review cho mọi người về cách thả đổ mồi cũng như là trộn mồi và đổ mồi. Nhưng mà không có mảng thì thôi mình phải bắt buộc phải thoát y để xuống nên là mình không tiện quay lắm. Mọi người hãy cùng chờ đón xem nhé và nhớ đừng rời khỏi màn hình nhé. Úi giời, cá to vào đấy, cá to vào thì nó mới có hiện tượng cá con nó nhảy, nó búng lên khỏi mặt nước thế đấy. À, lùi, đéo được khóa côn. Không được khóa côn. Thế chứ này. Tìm nhanh thế. Trời ơi. Đóng cá rồi các bạn ơi. Còn gì đây? Úi dồi, úi dồi. Đóng cá rồi. Chạy đâu đây? Lên nào. Lên. Lên. Con gì đây? Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, đóng hàng rồi. Hàng rồi, hàng rồi, hàng rồi, hàng rồi. Úi dồi. Hả? Đóng hàng rồi. Đéo có vợt biểu, đéo biết làm kiểu gì nữa cơ. Chết cha luôn rồi. Úi dồi. Đây mọi người, mình đang ngồi rong nhé. Mình cho mọi người xem cái cảm giác một tí đây này. Nó vào đây rồi. Hàng rồi. Mình nghĩ là hàng rồi. Không biết cái gì đây. Giá đây xem nào. Gì đây? Gì đây trời? Ôi giời ơi. Ghê rứa. Chết 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 chắc chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Ôi 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 ôi. Ôi lôi sướng, rít sướng lắm. Rít sướng lắm các cụ ơi. Rít sướng lắm, vợt thì không có vợt để biết làm gì đây. Đấy đúng không, thì cầu thì không mang vợt. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Rít sướng đấy.
Rít sướng chưa? Ăn hàng ngay vào đúng giờ này được luôn. Ôi trời ơi, rít sướng. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đâu lại đây? Các cụ ơi, đóng kìa. Sướng chưa? Ôi trời ơi. Mình cũng thích rồi. Ở đây đấy. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, sướng. Cần nó dẻo ấy. Cần nó dẻo ấy, dòng cảm giác nó phê vãi ấy. Đây này, con cá kìa. Ôi trời. To chứ. Ôi trời ơi. Thích. Cảm giác cũng sướng thật. Hôm nay mình không mang vợt các cụ nên phải bắt buộc phải chơi. Ôi trời, con chép đẹp thế. Con chép đẹp quá. Nhìn thấy nó rồi. Cho lên rồi. Đâu là xuống tí đi anh em ơi. Ôi, sao thế? Ôi, nhìn cần cong sướng lắm. Thế mới gọi cảm giác đi cậu lục con cá đẹp thế. Bằng ống. Úi dồi ôi. Xem đóng vào đâu đây. Mồm rồi. Úi giời, con cá đẹp, con cá đẹp. Bằng ống luôn. Mà bây giờ không có vợt nên là chúng chưa bắt được. Nó vẫn còn lao đấy. Nào, lấy cái điện, lấy cái thiết bị quay lên đây đã. Xa xa ra tí để thôi, mình xuống, mình bắt đầu mình gỡ đây. Úi giời, đấy, như thế nào, còn cá đẹp quá. Cá đẹp, không to lắm đâu nhưng đẹp đẹp. Bằng ống. Ở cái bãi này, công nhận phải nói, ở cái bãi này ta câu được cá cũ thích lắm. Không một lốt xít nào luôn nhìn này. Vậy kìa, úi giời ơi. Đẹp quá, giờ không biết làm cái gì, kiểu gì ra lấy. Thôi, hôm nay em không mang vợt, em lại bắt đầu ra để ấy nhá. Ra lại bốc đôi, biết làm nào được bây giờ. Úi giời ơi. Lại ra bốc cá thôi. Nào, vào đây nào em ơi. Vào đây, vào đây, vào đây. Nhẹ nhàng nào. Đóng bắt mắt này. Úi. Vào đây. Linh thì bé nữa mà. Không còn thân là ăn chó như thương ấy. Nào, vào đây, vào đây. Không mang vợt chứ mang vợt thì đỡ vất vả đấy em. Cá đẹp thế. Cá đẹp lắm. Ôi trời ơi. Cũng may là mình còn biết nhả cước ấy. Chứ không lại oán chó mất. Đấy có đấy tao rồi. Chưa bắt được các cụ ạ. Lại phải nhả nó ra rồi. Lại phải nhả nó để rong thêm tí nữa thôi. Bây giờ nó đấy, nó lấy hơi được, nó thử nó lại khỏe lại trở lại chứ. Nói thật. Trời ơi, không mang vợt đi nó mới tức chứ mẹ. Bóp mặt rồi, ra được không ra được rồi. Sợ đứt linh thôi. Đứt linh thôi. Đấy, nó vẫn còn phi kinh hồn luôn đấy chứ. Chết khiếp đản thật. Cho về vài vòng nữa xem nào, còn đi nổi nữa không? Ai dạ? Còn khỏe phết đấy. Trời ơi, không mang vợt đi vậy, đúng rồi. Người đi câu là thiếu đồ nó mới hay được cá chứ. Cái nào nào đây? Rồi như này. Trời ơi. Thôi. Cá đẹp thế. À, không có vợt bắt vất vả quá. Này mà được con to thì làm nào được. Bơi khỏe lắm cơ. Đấy, cứ hôm nào đi mà không có đồ là nó mới được cá các cụ. Khổ lắm cơ.
giờ thế nào? Chị lên bờ chưa? Chị lên bờ thì ở lại luôn đi. Dấy đéo nữa. Cái linh thì bé nữa, không dám làm mạnh thì nó ra mất. Ôi ôi. Đéo tóm được nó trơn. Úi dồi ôi. Đấy quá. Đừng có dẫy nữa nào. Đi nào. Đây các cụ ơi, cuối cùng lại hoài mãi rồi, cuối cùng em cũng bốc lên được con cá đẹp quá. Con cá đẹp ơi là đẹp luôn đấy. Úi dồi ôi, con cá đẹp quá. Đây này, cá đẹp lắm. Đây này, dâu ria dài lũ cụ luôn này. Đây này, đẹp lắm. Đây này, không một lốt sứt nào luôn này. Đây, đẹp từng centi luôn, vàng óng. Con này con đực này, nhìn cái dâu này, lấy cái dâu này. Đây các bác có thể nhìn, mọi người có thể nhìn này. Đây, cái dâu của nó đây. Em lấy gần quá là nó không nhìn thấy nhỉ. Đây, 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 đây. Đây nhá, sản phẩm của em đây nhá. Thơm quá. Ngon rồi. Thôi cho vào túi đã, không tí mất ăn bây giờ. Đây do em thực hiện clip một mình nên là đây, sau khi cho vào túi kiểm tra lại nhé. Đây con cá chép đây. Nói chung phải nói đẹp tuyệt vời luôn. Đây nó vẫn đang thở này. Đây. Cá chép không một lốt sứt nào luôn này. Vàng óng. Đây nhìn cái dâu, bộ dâu của nó này. Bạn cái dâu của nó này, mỗi lần nó nháy 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 cái dâu này. Đây cái dâu của nó đây, đây đây, dâu này, hai cái dâu dài bựa đây. Đây, hai cái dâu thích. Đẹp thế. Con cá may thật. Đấy, ui tài kìa. Ui dồi ôi. Ui, con này đéo được giật, con này nó đéo xuống đẹp. Để cao quá. Úi dồi ôi, đừng làm thế. Úi dồi ôi, cá này ở lô chậm. Úi. Ê, anh đang không để ý. Chậm rồi, biết thấy đéo giật nữa. Đuối rồi đấy. Đuối rồi. Tiếc quá. Úi dồi ôi. Ô, đi ăn kiểu đéo này. Ôi. Nhanh quá. Ôi thột ở lui. Hả? Thột thôi. Ôi giời, sao lại bỏ đi xem cái đéo gì này, thù lắm. Thế là thằng Tài không biết vô mà giật tay. Nó nhanh quá. Nhanh quá, sao không cầm vô cần giật đi. Vừa qua nó thu đè xuống. Úi giời ơi, mình bỏ đi đúng là cái cơ hội. Như kiểu này. Má được, bỏ đi xem con kia thôi, không đi. Nhanh nhẹn như đội nguyện kia thì nó gấp. Nó gấp tôi chạm rồi, không kịp. Không kịp, không kịp. Không kịp. Ở lui kìa, tắm nó chạy đi rồi. Đây là thành quả của buổi câu ngày hôm nay đây, do mình câu có một buổi thôi. Đây giờ trời cũng nhá nhem tối, thấy đường dọn về thôi. Thực chất mà ổ mồi mình chia sẻ đến mọi người thực ra là rất là hiệu quả luôn. Thực ra trong video hôm nay thì mình phải giật xịt đến cả chục lần đấy. Có những pha thật sự quá khoai luôn. Nhưng mà thôi thì đây sản phẩm đẹp, chép đẹp. Chép đẹp, khỏe mạnh đẹp. Óng ánh, ánh vàng óng luôn. Đây, rất thích luôn. Con này hơn 2 cân tí. Thôi mình xin phép được kết thúc video tại đây đi. Hồ thì có một bác câu bên trên kia, vẫn còn ngồi trên mỏm đá kia. Mọi người hãy nhớ để lại một lần đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé, để có kinh phí để làm video tiếp theo nhé.